Mến chào các bạn. Các bạn ơi, cái bữa hôm nay mình sẽ làm cái món là gọi là bánh bánh canh ngọt, mà còn có một tên gọi khác nữa là chè bột lọc nước cốt dừa ha. Cái nguyên liệu làm của mình là gồm có hai loại bột ha. Đây là khoảng cỡ 100g bột gạo và 100g bột năng. Đây là đường tán nha, đường tán để cho cái màu nước nó đẹp á, và đây là gừng mà mình đã sắc sợi nha. Bây giờ đầu tiên á là mình sẽ trộn, mình nhồi bột ha các bạn nha. Mình sẽ trộn hai loại bột lại với nhau này. Và mình sẽ chế nước sôi vô để mình nhồi nha các bạn. Bột lọc không á thì nó dai, mà mình muốn làm cái loại chè này á mình phải thêm bột gạo để cho nó bớt cái độ dai nha các bạn. Mình chế nước, đây là nước sôi thật là sôi nha các bạn. Vì nếu mình không nước mà nó không có sôi lắm thì bột lọc nó sẽ không có chín nha các bạn. Và nhồi cũng khó nữa. Chưa có đủ mấy nên phải cho thêm xí nữa. Mới đầu cái nước nó còn nóng á, cái bột nó còn nóng á, mình đảo bằng muỗng nha. Mình đảo chập cho cái bột nó hơi bớt cái độ nóng á, rồi mình mới bỏ tay mình vô để nhồi nha các bạn. Rồi, sau khi mình đã nhồi một hồi á, thì các bạn thấy này, bột nó sẽ thành được một khối như vậy nha các bạn. Mình sẽ ngắt nó ra để mình lăn nha. Mình sẽ cho ít bột khô để cho nó khỏi dính nha các bạn ha. Lăn là mình dùng một cái chai bằng thủy tinh như thế này các bạn ha. Mình cũng bôi bột khô vào để cho nó khỏi dính vô chai á các bạn. Mình dàn nó mọng ra thì mình cắt cái sợi nó mới nhỏ, nhưng nếu mà mình để dày quá cái sợi ăn nó to thì nó sẽ ngán các bạn ha. Làm như vậy cũng tạm được rồi. Cái dao mình cũng nhúng nó vô bột này các bạn, mình cũng nhúng nó vô bột để cho mình cắt nó không bị dính nha. Mới đầu là mình cắt nó ra từng miếng nhỏ nhỏ thôi. Mình cắt như vậy thì những cái miếng nó sẽ vừa ăn ha, nó sẽ không bị dai. Các bạn sẽ cắt nó ra như vậy thôi.
mình chịu khó mình cắt nó mỏng mỏng thì những cái bột này nó sẽ không có to lắm các bạn nhé, ăn nó sẽ không bị ngán. Mình sẽ cứ làm như vậy rồi cho hết cả cục bột này cũng vậy nhé các bạn ha. Rồi khi mình đã sắt cái bột gạo với bột năng nó ra những sợi như vậy các bạn ha, thì mình sẽ để ở đây. Bây giờ mình qua cái công đoạn là mình sẽ nấu nước đường nha. Thì đầu tiên là mình bật bếp này. Rồi mình sẽ cho vô đây khoảng cỡ nửa lít nước nha các bạn. Mình ướm bướm chừng cái phần này khoảng nửa lít nước thôi, tại vì mình nấu nó ít đường á các bạn. Cái số lượng mà đường mình nấu đây là khoảng cỡ một lạng rưỡi thôi các bạn ha. Vì mình cũng không có ăn ngọt lắm á. Mình bỏ vô để mình nấu cho nó tan ra nha. Và mình cũng cho cái số gừng mà mình đã sắt sợi á, mình cho vô với đường này để mình nấu nha. Và mình cũng không quên cho một xíu muối cho nó đậm đậm nha các bạn. Mình cho một xíu thôi, một xíu như vậy thì các bạn ha. Mình cứ vậy mình nấu cho tới lúc mà đường với nó sôi hẳn lên nha các bạn nha. Rồi khi mình đã nấu mà đường nó đã sôi như vậy rồi á, thì nó đã tan đường và cái nước đường nó cũng đã thấm cái hương vị của gừng rồi ha. Thì mình sẽ tắt bếp nha các bạn. Rồi mình sẽ thay qua cái nồi khác để mình gạn mình lấy cái phần nước đường bên trên đó các bạn nha. Tại vì cái nhiều khi là đường á nó hay bị cà sạn á, cát đó các bạn nha. Mình thử ra mình làm như vậy giống như mình lọc rồi các bạn ha. Đó, mình sẽ đổ qua cái nồi khác và mình sẽ bỏ cái phần phía dưới đáy đi các bạn nha. Rồi. Mình bật bếp lên để mình nấu lại nha. Mình đã lọc nước đường rồi, mình nấu lại thì khi mà nó đang là sôi hung như vậy này các bạn, thì mình sẽ cho bột vô để nấu cho bột nó chín nha các bạn. Các bạn biết là vì sao mà mình không có luộc cái bột này với lại nước lạnh, vì tại vì mình muốn là bỏ vô như vậy nè, để cho cái nước của chè nó có cái độ xanh xánh nha các bạn. Còn nếu mà mình luộc với nước lạnh á, thì khi mà mình bỏ vô đây thì cái nước của nó sẽ không có xanh xánh mà nó sẽ lỏng á. Mình nấu mình bỏ vô này, khi mà nó sôi hung và nó nổi lên là bột nó đã chín các bạn ha. Vì khi mà mình nhồi bột bằng cái nước nóng á, thì nó đã chín được một nửa rồi nha. Đó, các bạn thấy này, nó sôi hung lên này. Và bột cũng đã nổi lên này các bạn. Cái bột này á, thì nó sẽ không có trong vắt như là bột lọc đâu các bạn nha. Tại vì nó có bột gạo á, cho nên là nó cũng vừa dai và vừa mềm nha. Nó có cái màu đục đục, là cái màu đục của bột gạo nha. Nếu mà mình làm bằng bột lọc không á, thì nó sẽ trong vắt. Nó sôi như vậy là được rồi nha các bạn. Mình sẽ tắt bếp để mình chuẩn bị mình nấu nước dừa nha. Thì bây giờ là mình nấu nước cốt dừa các bạn ha. Đây là nước cốt dừa là mình mua ở chợ nha các bạn. Tại vì cái lần này là mình nấu chè này mình không cần nước giảo á. Thành thử ra khi mà mình mua dừa là người ta ép ngay tại máy ở chợ cho mình á, thì nó sẽ ra cái nước cốt nó rất là đặc các bạn. Mình sẽ cho vô nồi này. Mình sẽ tráng lại bằng một ít nước lạnh nữa nha các bạn.
Khi mà mình nấu nước cốt dừa thì mình cho vô một xíu bột năng để mình quậy cho nó hơi sệt sệt các bạn nha. Ít thôi. Và mình cũng cho một xíu 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 muối thôi. Cho nó có cái vị nó hơi mặn mặn thôi chứ không có mặn thôi. Tại vì cái chè này á, là cái nước đường á, cái nước mà của chè nó đã ngọt rồi nha, thành thử ra mình sẽ không có cho đường vô nước cốt dừa nha. Mình đánh tan cho cái bột này nó tan hết rồi mình bắt lên bếp nấu này các bạn. Mình chỉ cần khuấy một xíu là cái nước nó đã sánh phánh vô là được nha các bạn nha. Rồi mình khuấy khoảng cỡ 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 2-3 phút thôi các bạn là nó đã sôi rồi này các bạn này, là nó đã chín rồi ha. Mình tắt bếp đi. Mình đã có được một nồi nước cốt dừa thiệt là ngon ha. Rồi bây giờ sẵn đây mình cũng có múc để cho các bạn coi nha, chè bột lọc nước cốt dừa ha. Các bạn thấy những cái sợi nó màu trong nhưng mà nó cũng có cái màu đục đục ấy các bạn. Các bạn thấy đẹp mắt không này? Mình sẽ múc nước cốt dừa vô này. Chè này mà ăn nhiều nước cốt dừa thì mới ngon các bạn nha. Rồi mình cũng cho vô một ít mè mà mình đã rang rồi mình giã mịn này các bạn. Một chén chè bánh lọt nước cốt dừa thật là thơm ngon. Mình chào các bạn nha.